sinh ra trong gia cảnh nghèo. Mẹ cha tôi năm nay cũng đã có tuổi. Bao năm qua buôn bán ngày tháng, nước Đài Loan không như ai kia nghĩ đâu. Thích bố bố, cảm ơn Khang. Sáng thức giấc vội vã đi làm, ngày làm xong đêm khuya tăng ca.